cháu mình lảng với nhau. Lắng rất to nhá. Thì anh Tuyên Bonsai đã đưa một trong những cây si cổ xuống để cho anh Thúy và một trong những anh bạn trẻ đây đang đam mê cây đã lao vào để nhặt lá rồi. Cũng chia sẻ với anh em là con một trong những con si này, si búp đỏ nhá. Ôm cái chậu đá cổ đây để quay chi tiết lại cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Đây. Điều đặc biệt là con si này tuổi của nó rất là cao. Đó, anh Tuyên Bonsai đã rinh về rồi. Anh em chiêm ngưỡng đi. Đây nắng to quá thì chú Bonsai cũng chỉ chia sẻ cái cốt cũng như cái đường chạy của một con si cổ này đến bác nào đang thực sự có cái ngôi nhà cũng như biệt thự ấy, ta muốn sở hữu này. Quá đẹp luôn. Mặt bên anh em nhìn nào, độ bết của nó này. Riêng cái chậu đá này, khe khe này nó bết đấy. Con si này này. Quá đỉnh luôn. Thôi thì nói như cái phong cách của anh em tôi đi làm phóng sự thì đẹp xấu là do anh em hết. Đấy, chúng tôi cũng cố gắng truyền tải nhé. Nhìn vip chưa? Sướng chưa anh Thúy cái đoạn chỗ này? Quá đẹp đúng không? Đoạn này quá bết lại rồi. Hầm hố, bỏ thằng này đi. Lộ như chưa có thời gian để mà làm thôi. Nắng hơi to. Đấy, do đồng chí Tuyên vừa đưa xuống những cái chậu cổ cũng như một số cái tác phẩm mẫu đơn bên kia thì anh Thức đang quay nhé. Tôi cố gắng chia sẻ tới anh em này. Cái mảng chỗ này bệnh ra đúng là có tiền chơi cái này là xứng đáng thôi. Quá xứng nên đáng đến tay cảnh thì các bác các... đây Thúy đang là nhặt rồi. Quả si này thì chắc là cũng đáng đồng tiền bát gạo. Số điện thoại của Tuyên Bonsai đấy nhá. Bắt đầu quan tâm đến những tác phẩm của Tuyên Bonsai đây thì cứ alo trực tiếp, đặc biệt là cái cây si mà chúng Bonsai đang chia sẻ tới anh em ở bên kia. Tiếp theo cũng chia sẻ với anh em một trong những cây cốt xanh dáng là cây này thì cũng quá là đẹp, chân lá quá là chuẩn, độ rít của thân. Đấy, anh em nhìn thấy bóng chung một xài không? Nắng quá to. Cố gắng truyền tải cái thông điệp này đến anh em nhé, đặc biệt là có anh Kiên một trong những người cũng đang sở hữu rất nhiều si bên cạnh kia thì nó chung một xài cũng sẽ tác nghiệp luôn đó. Si này mà về tay anh em mình nhờ Kiên nhờ thì tuyệt vời rồi. Con này là con nâng cao bộ vườn lên một tí. Thời gian mới có được cái mặt này. Đấy. À. Nói thời gian mới có được đây này. Kiên ngồi xuống để chia sẻ cho anh em xem cái đoạn đấy như nào này. Như chú thì chú đi mà bắt rất nhiều si rồi, chú gặp con si nào nó bết được như này không? Ôm cái chậu đá cổ. Cối là chậu đá. Cái này là cối đá này. À cối đá. Thật đấy. Ra cái này nó phải theo năm tháng mới có được. À. Tràn chậu luôn. Tràn chậu rồi. Ôm như thế này không phải đơn giản. Mà được cái màu da sạch đúng không? Màu da quá sạch. Con này thì riêng xuống lá kỳ này, kỳ tới này nghe nói là rét đang về. Anh em sẽ thấy một cái màu đặc trưng của con sĩ bút đỏ là lá nó sẽ đỏ rực lên. Để cho tất cả anh em thưởng thức nhá. Con này tay cành cũng hay đấy. Nhìn cũng phê. Con này chờ mỗi một cái chậu cổ thôi. Thì không từ nào mà nói được. Thực ra là anh em tôi đi quay si cũng rất nhiều. Cũng chỉ mục đích là đưa đến cái người chơi cũng như người đam mê. Người nào mà hợp với gu này thì người ta sẽ có cái nhìn rõ nét hơn nhá. Vì những tác phẩm si này thực ra là cũng có 5 tháng rồi. Nên là hợp với một bác nào đó trong cái khuôn viên chất thì ta có thể rinh những tác phẩm này một cách ok. Giá cả thì anh em thể ép giá. Vì thực ra là đây là cái sân chơi mà. Có người này thích thì có người kia chê. Anh em cứ cảm thấy hợp gu mình thì alo cho anh Tuyên nhé. Giá cả như nào thì chắc là Tuyên Bonsai sẽ thông báo sau. Mình cũng cố gắng hỏi giá để báo cho anh em. Vì đây là nó gần như là cái chợ phiên rồi. Anh Thức tổ chức ra một cái sân chơi quá lý tưởng để cho anh em ở xa có thể về tham quan giao lưu nhé. Quá. Dạ. Em ở đây nhá, tôi về đây. Anh về ạ, vâng. Quá đẹp, bộ trần. Tài cảnh.
Đấy, tay cành này cũng là được những anh em chơi cây người ta làm rồi. Người ta cũng có đường vặn. Vâng. Hồi nãy thì nhìn nó hơi tốt đúng không? Bây giờ nó đã... Vâng. Đấy, mua được cái chậu mấy trăm để tí thay cái gần thang giang. Đâu anh em, tiếp tục đi. Đấy, tiến xem mãi. Đó, gian hàng chợ. Chủ nhân đang live stream nhé anh em nhé. Chia sẻ lại cho anh em một trong những cái con xanh cổ. Con này được hình thành theo phong cách tự nhiên. Rất là già. Chậu cổ nhá. Chậu này nói chậu cũ thôi chứ chậu cổ thì anh em lại... Trời, nhưng mà đây là một tác phẩm của anh Tuyên. Đấy, mình cố gắng ghi hình chi tiết cho anh em thôi. Để có những cái video đã quay rồi, quay lại một chút. Cà phê không? Tác phẩm này nếu có duyên thì lại ở lại Nga Sơn. Không có duyên thì chắc chắn là ở xa rồi. Bác nào hợp gu là sẽ cho đi xa thôi. Tuyên Bonsai mang về rất nhiều nhá, đặc biệt là những cái chậu đá cổ ở bên kia để cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Bác nào quan tâm đến chậu đá, bể đá thì liên lạc trực tiếp với Nguyễn Tuyên Bonsai, số điện thoại 0904 333 359. Số điện thoại quá đẹp. Về một phát là có đồ mới ngay, một con si mẫu đơn vàng rực rỡ nhá. Con này Tết thì quá là đẹp. Đây cũng là mẫu đơn của anh Tuyên nhé. Thì anh em nào mà đến gian hàng thì cứ theo cái số điện thoại của anh Tuyên Bonsai, Nguyễn Tuyên Bonsai. Về một phát là cũng rinh luôn một cái chậu cổ đây, chậu cũ, bóng dáng rất đẹp. Cái nắp con si cái sang đó là ok. Bể đá. Cái bể đá này lành tít. Quá. Dân chơi bây giờ rất là kỹ. Tuyền vẫn còn sưu tầm được những cái cây như này là quá ok rồi. Trong những tác phẩm của ông Vũ Mạnh Hà, chắc chắn vài năm nữa sẽ được trình làng nhé. Đây là một cái trong những cái sân chơi của anh Thức. Đây thì chúng tôi cũng cố gắng mang những tác phẩm gọi là đang được hình thành đây để chia sẻ tới anh em. Theo thời gian thì chắc chắn là tác phẩm này sẽ biến hóa rất là nhiều để gửi tới tất cả anh em đam mê gần xa nhé. Cây thì phải có hoa có lá. Đây là gian hàng của anh Kiên Mai, một trong những người đang sở hữu rất nhiều si búp đỏ cũng như là những tác phẩm si. Đây thì anh em có thể alo trực tiếp nhá. Đây, số điện thoại của Kiên Mai đây rồi. Đây, tác phẩm này chắc lọc hết mầm ra thì nhìn nó sẽ kỹ hơn. Đưa ra do vì rồi là anh cũng chăm hơi tốt. À, không à, rồi nha. Đấy, cái giọng đúng của Nam Lê rồi. Anh em xem số điện thoại ở trên kia rồi.
anh em có thể alo nhé. Những cột xì rất đẹp, để tí nữa anh Kiên đánh lọc ra thì mình sẽ lướt lại cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Có những tác phẩm mà đã giao dịch rồi. Con này hôm nay với là con hay lá quá đẹp, bóng lá chuẩn lên này. Đây này, rất là dày lá nha em nhá, búp lên nó lá dòng này sau này nó sẽ cô này, lá đỏ đẹp. Ê, cụm bên này khoảng bao nhiêu tiền Kiên? 25 triệu nhá. Ê, đây bao giá cho anh em luôn, anh em tham khảo đi. Đang... cái cây đằng sau khoảng bao nhiêu nhỉ? Cái nào? Cái đấy. Cái đây cơ. À. Cái đây thì có 6 triệu. 6 triệu. À. Nói chung là có nhiều cái anh Kiên đang còn để lại để cho anh em có thể về cắt cũng như là chỉnh sửa lại. Có nhiều cái là chúng tôi không thể lọc hết được cũng như làm hết được nhá. Đó. Tác phẩm dâu da quá đẹp. Này, tác phẩm suối của anh Hợp. Đấy, số điện thoại này. Anh em Hà Trung cũng mang một số tác phẩm về để dự nhé. Đấy, rất trân trọng anh em. Cũng hẹn anh em ở những cái kỳ tiếp theo. Thực ra cuộc chơi hôm nay thì nó cũng bó hẹp đấy, có rất nhiều đoàn. Phẩm mai của anh Tú, một trong những người cũng đang sở hữu rất nhiều tác phẩm, đặc biệt là anh cũng đang chơi lan nhé. Phôi năm liền, chân bệ ok. Tác phẩm này của anh Tuyên. Đây là gian hàng của anh Tuyên nhé, Nguyễn Tuyên Bonsai. Anh em có thể alo cho số điện thoại ở đầu clip đó. Bác nào thích chăn nuôi thì tiếp tục thôi. Tác phẩm C. Ok nhé, chú Bonsai cũng xin được dừng video đây. Hẹn các bác các anh em ở những video tiếp theo. Thực ra là có vài cuộc giao dịch rồi, mình sẽ phát và chia sẻ tới anh em nhé. Đó. Bác nào thích con si búp đỏ này thì cứ alo trực tiếp anh Nguyễn Tuyên Bonsai. Đấy, người ta có cái nhìn rõ nét hơn cũng như là ép giá anh Tuyên một chút nhé. Do này anh Tuyên anh xuống là hơi muộn nên là Thúy Sumo đã phải xuống lá và là làm lại dăm cho anh Tuyên một chút để cho anh em ở xa nhìn rõ nét hơn.